Xin chào tất cả mọi người. Tôi là luật sư Mai Tiến Luật, hiện là luật sư của công ty luật Big Bot Law. Thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người một chủ đề mà tôi cho rằng chủ đề này cũng rất nhiều người rất là thắc mắc. Thì đối với chủ đề này là chủ đề mua bán, nghĩa là chuyển nhượng đấy, quyền sử dụng đất và nhà thông qua ngân hàng. Cái khái niệm này thì mọi người cũng biết rất nhiều, nhưng mà để hiểu rõ ở cái khái niệm này thì cũng ít người biết, đúng không ạ? Đấy, có nhiều người cứ nói rằng là tôi muốn mua nhà đất thông qua ngân hàng đấy, nhưng mà không biết cái thủ tục nó như thế nào cả. Nếu người nào đã thực hiện rồi thì mới biết được, đúng không ạ? Còn người nào chưa mua bán lần nào thì không thể nắm được cái thủ tục này. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người đó về cái thủ tục để mua bán quyền sử dụng đất và nhà thông qua ngân hàng. Thì để nói đến cái thủ tục này á, thì tôi là luật sư, với vai trò là một luật sư thì tôi cũng có một cái lời khuyên đối với mọi người. Thì trong trường hợp mà chúng ta có thể tạo điều kiện cho nhau mà mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà hoặc là các cái tài sản khác thông qua thủ tục gọi là nhờ đòn bẩy vốn của ngân hàng, thì điều này là một cái điều tốt mọi người nhé, là một cái điều tốt. Có những người họ không am hiểu về pháp luật đó, thì nhất là cái người bán đấy, họ rất là lo lắng, họ không biết là cái thủ tục nó thực hiện như thế nào và có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi của mình ra làm sao đó. Và đa số những cái người cần bán thì họ chỉ mong muốn là cái người có như mua trả tiền mặt đấy cho mình, và họ cảm giác họ có một cái cảm giác trả tiền mặt là một cái cảm giác là rất an toàn đấy. Nhưng trên thực tế mọi người phải hiểu, đối với quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà là một tài sản lớn, và nếu để chúng ta thuần tiền mua bán trao đổi với nhau thì đa số cũng nên cân gọi là sử dụng đòn bẩy của khách hàng đấy. Có những người họ rất mong muốn, nghĩa là họ rất là thích cái thửa đất của mình, căn nhà của mình, nhưng mà họ không đủ điều kiện, đúng không ạ? Hoặc là họ có thể là nghĩa là họ có thể là họ đủ điều kiện, nhưng nếu mà trường hợp họ bỏ hết cái số tiền vốn của họ ra một lúc để họ mua tài sản của mình thì họ cũng rất là cân nhắc. Nhưng nếu trong trường hợp họ có sử dụng đòn bẩy của khách hàng thì họ sẵn sàng mua cái tài sản này, đúng không ạ? Đấy, thì như vậy cái lượng người mua nếu mà được ngân hàng hỗ trợ và được cái người bán thống nhất, đúng không ạ, thì số lượng người mua sẽ càng tăng lên đấy. Thì như vậy là cái việc mà cái người bán được tài sản khi mình cần là rất nhanh, đúng không ạ? Đấy, thế trong trường hợp này là tôi cũng khuyên mọi người là nếu trường hợp mà được thì cũng tạo điều kiện cho nhau để mua bán thông qua ngân hàng. Rồi, thì tôi phân tích thêm những cái lợi ích mua qua ngân hàng là như thế này. Đối với người mua, đúng không ạ? Đối với người mua thì tôi sẽ phân tích như sau. Thứ nhất là cái người mua đó là mình đủ điều kiện tài chính để mua thửa đất hoặc nhà mà mình đã điều tra đã thích rồi đấy, đúng không ạ? Đó, mình đã thích cái sản phẩm đó rồi và mình cần cái hỗ trợ của ngân hàng, đúng không ạ? Cái đòn bẩy của ngân hàng. Như vậy là mình đã được một cái sản phẩm mình thích và mình mong muốn mua được cái sản phẩm đó. Đấy. Đối với cái lời thứ hai của cái người mua thì khi ngân hàng họ đã có như là chấp nhận để họ thế chấp, họ nhận thế chấp cái tài sản mà mình chuẩn bị mua, thì điều đầu tiên là ngân hàng phải đi kiểm tra, thấy không, toàn bộ các cái tính pháp lý của cái thửa đất và tính pháp lý của người bán, đúng không ạ? Thì như vậy á là mình có thêm một cái bước an toàn về pháp lý cho mình, đúng không ạ? Đấy. Còn đối với trong trường hợp mà cái người bán, đúng không ạ,
thì có những cái lợi như sau. Đấy, cái lợi thứ nhất là mình có nhiều cái nguồn, đúng không ạ? Nhiều người có khả năng mua cái sản phẩm của mình, đúng không ạ? Thì có thể là mình bán được giá, đúng không? Đấy, hoặc là mình bán nhanh cái sản phẩm của mình khi mình có nhu cầu. Tại vì khi mà mình tạo điều kiện cho người mua thông qua ngân hàng, sử dụng vốn của ngân hàng, đúng không ạ? Thì là rất là nhiều người có khả năng mua được đất của mình, đúng không ạ? Còn nếu trong trường hợp mình yêu cầu tiền mặt, mà tôi giả dụ cái tài sản này có thể lên đến tiền tỷ, đúng không ạ, trở lên đó, thì là rất là nhiều người không có khả năng đó. Thế trong trường hợp này là mình có một cái khối lượng khách hàng lớn để mua tài sản của mình khi mình cần, đúng không ạ? Rồi, thứ hai, nếu trường hợp thông qua ngân hàng, đúng không ạ, thì nếu trong trường hợp mà ngân hàng chấp thuận cho cái người mua tài sản của mình đấy vay vốn ngân hàng, nghĩa là ngân hàng này cũng đã kiểm tra về tính pháp lý của người đứng ra vay vốn, đúng không ạ? Và cái người đó cũng chính là cái người mua tài sản của mình. Thì như vậy là mình đã đảm bảo được an toàn về tính pháp lý, đúng không ạ, của cái người là mua, cái người giao dịch với mình. Như vậy mình cũng an tâm hơn, đúng không ạ? Đấy. Và cái vấn đề quan trọng nhất ở đây là mình đảm bảo được cái việc mà nhận tiền một cách an toàn khi thông qua ngân hàng, đúng không ạ? Đó, cho nên đôi bên cùng có lợi. Và những bước để thực hiện việc mua bán là chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà thông qua ngân hàng, thì tôi xin tóm lược lại những cái bước như sau để mọi người nắm rõ để an tâm giao dịch. Bước thứ nhất, khi hai bên người bán người mua, đúng không ạ, đã là coi như là thương lượng với nhau về giá cả, về hình thức thanh toán, về coi như là thời gian để ký hợp đồng, về thời gian để coi như là giao nhận nhà tài sản với nhau, đúng không ạ, thì lúc đó hai bên sẽ trao đổi cho nhau những giấy tờ về nhân thân, những giấy tờ về tài sản để chứng minh tính pháp lý của hai bên. Nghĩa là bên bán phải giao cho bên mua những cái giấy tờ như sau. Ví dụ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, đúng không ạ? Rồi, giấy chứng minh nhân dân hộ khẩu của mình và vợ mình, chồng mình, đúng không ạ? Gọi là chứng minh nhân dân của vợ chồng. Giấy đăng ký kết hôn, đúng không ạ? Giấy đăng ký kết hôn của vợ chồng. Đấy. Rồi có thêm nữa là bản trích lục, nghĩa là cái bản vẽ mình trích lục lại cái thửa đất đó. Đấy. Và thêm nữa, nếu để an toàn để thực hiện cho nhanh, thì cái người bán cần đi xác nhận tình trạng bất động sản ở cấp xã phường đối với tài sản của mình cần bán. Thì sau khi người mua có đầy đủ hồ sơ của mình, đúng không ạ, thì họ sẽ bổ túc những hồ sơ pháp lý của họ để chuyển lên ngân hàng. Và sau khi ngân hàng kiểm tra tính pháp lý của hai bên và thửa đất nhà đó, mua bán, nếu trong trường hợp ngân hàng đã đồng ý cho bên mua của mình, bên mua đấy đã đồng ý vay với cái số lượng tiền nào đó mà các bên là bên mua, bên bán và bên ngân hàng đã thống nhất, đúng không ạ? Đấy, thì sau khi mà ngân hàng đã thống nhất xong thì ba bên sẽ tới văn phòng công chứng để ký hợp đồng chuyển nhượng, đúng không ạ? Ký hợp đồng chuyển nhượng đó. Và sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng xong thì coi như là các bên sẽ mang hợp đồng tới phòng một cửa của Ủy ban Nhân dân là huyện, coi như là thị xã, đúng không ạ, quận, để là đăng bộ sang tên ở phòng tài nguyên đấy, đúng không ạ, để đăng bộ sang tên cho cái người mua. Và sau đó, đúng không ạ, có thể ngân hàng cầm cái biên nhận, thấy không, đã coi như sang tên đó về và cho người vay, là vợ chồng của người vay ký vào hồ sơ vay của ngân hàng, đúng không ạ? Và sau đó thì ngân hàng họ sẽ lập cho cái người mua, cái người bán một cái tài khoản, đúng không ạ? Một cái sổ tiết kiệm. Ví dụ như tôi cho rằng là hai bên thống nhất cái việc mua bán theo thông qua ngân hàng số tiền là 1 tỷ, đúng không ạ? Thì ngân hàng sẽ lập cho cái người mua một cái sổ tiết kiệm là 1 tỷ đồng, đúng không ạ? Và bàn giao cho cái người mua. Sau đó ngân hàng sẽ coi như là phong tỏa tạm thời, gọi là tạm thời phong tỏa cái sổ tiết kiệm của cái người bán đó là trong vòng thời gian mà khi giấy chứng nhận được sang tên cái người mua,
để ngân hàng đăng đăng bộ thế chấp, đúng không ạ, và đảm bảo cái quyền lợi cho ngân hàng, thì lúc đó ngân hàng sẽ giải tỏa cái tiền cho cái người mua để người mua có cái quyền sử dụng theo quy định của pháp luật, đúng không ạ, có quyền rút hoặc có quyền là để lại ngân hàng, hoặc là có quyền coi như chuyển khoản cho người khác. Đó là cái quyền tài sản của cái người mà được bán khi mà ngân hàng họ lập cho cái sổ tiết kiệm, đúng không ạ. Đấy, thì trong trường hợp này á, là cả mọi người chú ý này, tại thời điểm mà ngân hàng đã coi như là lập cái sổ tiết kiệm cho cái người mua, thì tại thời điểm đó là đã phát sinh tiền lãi cho cái người bán, đúng không ạ. Thì như vậy là cái người bán cũng vừa này đảm bảo an toàn tiền cho mình, vừa tại thời điểm đó cũng là mình được có tiền lãi rồi, đúng không ạ. Đấy, thì thông qua ngân hàng là rất là đảm bảo an toàn cho mình, đúng không ạ. Thì mình chỉ cầm cái sổ tiết kiệm về từ ngày sang tên bên bán, à bên mua, xin lỗi, bên mua nhá. Thì như vậy á, là mình ra ngân hàng để ngân hàng coi như là giải tỏa cái phần tiền cho mình, đúng không ạ, để mình có sử dụng. Đó, cho nên trong trường hợp mua bán thông qua ngân hàng là thực hiện thủ tục là như vậy mọi người nhé. Thì trong cái video này, nếu mọi người còn có thắc mắc hay có ý kiến gì đóng góp thì xin để lại ý kiến ở phần phía dưới của video của chúng tôi để chúng tôi hoàn thiện hơn. Hoặc mọi người có những thắc mắc hoặc có những cái vụ việc nào cần coi như chúng tôi tư vấn thì mọi người cùng cho cái ý kiến, để lại nội dung ở dưới cái phần video của chúng tôi để chúng tôi có những chia sẻ với mọi người. Và qua cái phần video này, nếu mọi người thấy được có ích cho bản thân gia đình của mình thì có thể là cũng có ích cho mọi người, thì mọi người có thể share hoặc đăng ký cái kênh của tôi là kênh Mai Tiền Luật này, để mọi người cập nhật thêm nhiều video, thêm nhiều cái kiến thức pháp luật mà chúng tôi sẽ có như xây dựng những thời gian sắp tới. Tôi cũng chúc cho mọi người có được sức khỏe và có như an toàn trong quá trình giao dịch, đảm bảo có như là tài sản cho mình. Rồi, thì đến đây thì chúng tôi cũng xin hẹn và xin tạm biệt và hẹn lại mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.